Theo bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu 2023 vừa được công bố, hộ chiếu Việt Nam tăng 10 bậc so với năm ngoái, tuy nhiên vẫn ở mức thấp ngay cả trong khu vực. Theo bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley Partners trụ sở tại Anh công bố ngày 19 tháng 7, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 82 trên 103 bậc, tăng 10 bậc so với năm 2022 và 6 bậc so với quý 1 năm nay. Số bậc tăng cao nhưng số lượng điểm đến miễn hoặc chỉ cần xin visa cửa khẩu. E-visa của người cầm hộ chiếu Việt không thay đổi so với đầu năm. Với 50 năm điểm đến, 2006 và 2007 là hai năm Việt Nam có xếp hạng hộ chiếu cao nhất, thứ 78 với 18 điểm đến chấp nhận. So với các quốc gia Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam vẫn nằm trong top cuối trong khu vực, cao hơn Lào thứ 87, Myanmar 89 và bằng với Campuchia. Singapore là nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, cho phép công dân nước này nhập cảnh miễn thị thực tới 192 điểm đến trên toàn cầu. Đức xếp vị trí thứ hai với 190 điểm đến.